Ủa để sao mình phải chế nước vô vậy anh? Thì cái này nó không đâu có nước, chỉ có men ở trong. À, nó chỉ là men. Này làm bao lâu à? 30 năm. Sản xuất. Cái này làm bây giờ là công nghiệp mà anh đang học đấy. Công nghiệp không? Ồ, phải chế nước vô rồi, rồi men, nước nó hòa với men thành ra sinh ra rượu cần. Tại vì mới có lít rưỡi. Thì đó, nó thêm lít rưỡi men hôm nay nữa. Khô mà, chứ lít rưỡi men đâu. Vậy có. À, cái bình này là bình 3 lít. Ý là cái bình này dung tích nó 3 lít. Đây, cơm lam, rau rừng. Né né, đâu có gần đâu. Cái gì? Không cái bàn bây giờ. Đâu lóc, đâu lóc không? Cái lăng này hả? Đây là món ăn rất là dân dã của vùng. Trời ơi, lên đây mới cần cơm lam lắm. Vâng, bây giờ sẽ là màn khai tiệc. Anh Hưng, anh đại diện người dân đây, anh giới thiệu đi về từng món đi. Đây là món gì ạ? Là sao, nấu như thế nào? Nãy mình nói nấu cơm xong bỏ vô ống tre xong rồi đúng không? Còn này là gì ơi? Cái này là nai đúng không? Nai nướng. Heo tộc. Cá lăng. Hay lòng bò. Còn này là rau rừng. À, không biết có lăng ngó không nữa. Anh Dương ăn trước nha. Không. Rồi vâng, đây là cái món quan trọng. Dưa cần. Đây đến có phần riêng. Ủa nhưng mà sao có ăn chết mà rượu cần. Rồi. Mà nó là rau. Tú đại ba nè. Này là lúc thôi nha. Tú Tuấn nè. Đây. Đây em xem. Nó có giống như là nước dừa hay như là ngon. Nói chung uống là muốn uống nữa à. Uống nữa là bị quýnh á. Thấy sao anh Thảo? À, anh Mình làm phát đi anh Mình. Này 3 lít nữa chia nhau muỗng cho hết. Sao anh Mình? Đây anh Huy. Thấy nhiều thế anh Huy. Hưng. Review Hưng, qua review. Đặc sản quê mày mà. Anh lạc lại để cuối cùng nha. Đây thuyết trình đi. Ờ đây. Ở đây Hưng sẽ thuyết vị diện cách uống rượu cần. Ấm bụng ăn ngon. Cảm giác sao? Vô đây ca. Ờ anh Lạc. Anh là dùng hai ống hút nha. Anh Lạc. Ủa thì sao giống rượu, đó là rượu cần nữa. Chương trình review rượu cần tới đây là chấm dứt.
Vâng, kết thúc chuyến hành trình khám phá Buôn Đôn hay còn gọi là Bản Đôn. Thưởng thức rượu cần, cử voi, ăn cơm lam. Heo gì? Heo dân tộc. Nay gì? Heo đồng bào. Trời ơi, heo đồng bào lại quên nữa. Nay gì nữa anh Thảo? Anh Mạnh quay lại đây các con mình. Vâng, đây là dạng hàng luôn rồi. Phần lớn người làm ở đây là dân người TD là chính. Đây là nhà sàn. Ủa, cái gì vậy anh? Linh chi hả? Nắm linh chi. Nón, túi sách. Đèn voi.